Xin chào quý anh chị khách hàng, các nhà đầu tư và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Tâm Thì nếu anh chị đang quan tâm tới bất động sản ở Nhân Trạch Đặc biệt là khu vực khu đô thị Hút Long Thọ Phước An Thì anh chị sẽ luôn cập nhật những cái clip của Tâm Nhưng mà thực tế thì anh chị cũng biết thị trường ở giai đoạn này nó có thể gọi là khá là chậm Các cái bất động sản khu vực này thanh khoản thì cũng tương đối là khó trừ khi nó có một mức giá hợp lý hay là vị trí của nó ổn. Và thực tế thì Tâm cũng xem cái thống kê của YouTube anh chị. Ở những giai đoạn thị trường mà phát triển mà bình thường hay là sốt ấy, thì lượt xem rất là cao. Nhưng mà ở giai đoạn này thì hầu hết các clip của Tâm kể cả những sản phẩm giá cực kỳ tốt thì lượt xem cũng trung bình chỉ loanh quanh khoảng 4, 5, 600 cho đến 1 ngàn thôi anh chị. Ngày trước thì xem khá là nhiều cho thấy rằng là cái mức độ quan tâm thì nó có dấu hiệu nó đang giảm dần anh chị. Tuy nhiên là khi mà những cái 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 cái, cái thống kê những cái con số và những cái tin tức mà nó quá là xấu ấy, thì đó là những cái lúc mà khả năng nó xảy ra điều hai trường hợp đó là cái tâm lý của nhà đầu tư người ta gần như là là, là giờ người ta không, không quan tâm tới bất động sản nữa rồi và giá của sản phẩm chắc chắn nó sẽ có xu hướng tiếp tục giảm nhẹ giảm mạnh thì tâm không cho rằng khu vực này giảm mạnh được nữa đâu anh chị và cái thứ hai là một cái quan điểm tích cực hơn là khi mà những cái dấu hiệu đó thì là cơ hội cho anh chị nhập hàng thì giá của nó sẽ có những cái 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 vùng giá tốt để anh chị mua vào và anh chị chờ đợi và Tâm cũng luôn cho rằng nếu trong thời gian mà từ 3 năm, 5 năm, thậm chí là dài hơi là 10 năm, thì cái khu vực hút xây dựng Hà Nội và cả cái cụm khu đô thị Long Thọ Phước An này anh chị này, thì chắc chắn là nó sẽ có cái tỷ suất sinh lợi cao bậc nhất ở Nhân Trạch mà không có khu vực nào bằng. Tâm phải khẳng định luôn với anh chị. Bởi vì đây là sản phẩm đất nền hoàn toàn. Nó chủ lực của nó là sự tăng giá của đất khi bất động sản mà tăng giá thì chủ yếu là cái vị trí và cái bất động sản là đất tăng giá anh chị chứ còn tài sản trên đất cái ngôi nhà thì nó gần như không tăng nên những anh chị mà mua khu đô thị ấy thì nó có cái sự uh, giá trị thật hơn và giá trị sử dụng hoặc là giá trị cho thuê tuy nhiên là khi tăng giá thì nó chỉ tăng cái phần đất thôi và ở bất động sản vùng ven thì tâm nói rồi giá trị xây dựng nó chiếm gần như là gần ngang cái giá trị của đất nên thành ra cái yếu tố cấu thành bất động sản nhà và đất ấy, thì nó chỉ tăng phần đất thôi. Thành ra nó chỉ tăng đâu đó được 50% của cái đất. Anh chị. Và tất nhiên còn những cái yếu tố khác về vị trí, về pháp lý của nó, về cái tầm giá của nó nữa. Và ở khu vực hút xây dựng Hà Nội, Ecosun, DTA, Thành Hưng, hút 9, thì cái đơn giá của nó, phần lớn nó chỉ dao động trong khoảng 7-10 triệu. anh chị Đó là một cái mặt bằng giá rất là thấp cho đất thổ cư. Và ở clip này Tâm sẽ giới thiệu cho anh chị một cái lô Eco Ecosun Eco Sun thì nó nằm ở đây anh chị Ecosun nó nằm trong tổng thể khu đô thị Long Thọ Phước An Nó cũng nằm một cái vị trí có thể nói là Nhìn qua thì anh chị thấy nó hơi là sâu bên trong Nhưng mà nó là cái dự án mà tiếp giáp khu công nghiệp Có khoảng cách gần nhất Rất là gần anh chị nếu mà anh chị đi ra khu vực Eco anh chị chạy một cái tuyến đường ngon đây anh chị ra khu công nghiệp thì nó chỉ đâu đó khoảng 700 700 mét đấy anh chị là anh chị ra cái 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 công ty gần nhất rồi công ty Nitech còn anh chị lên phía trên này là một công ty rất nổi tiếng đó là Hyosung cực kỳ nổi tiếng và lớn và quy mô đầu tư vào Việt Nam là hàng tỷ đô và sắp tới thì nó tiếp tục mở rộng nha anh chị. Thì cái sân này Thì nó chưa có nhà xây dựng ở đâu anh chị Nên cái tầm giá của nó là Rất là rẻ Nếu mà 85 mét vuông khu vực này Thì anh chị chỉ cần bỏ 800 Tâm nghĩ còn thương lượng Thì có một vài nền đang chào bán Nhưng mà hôm nay Tâm sẽ không giới thiệu nền đó Bởi vì cái tầm giá nếu mà gần 9 triệu Thì nó cũng là giá thị trường thôi Mà Tâm giới thiệu cho anh chị một cái vị trí Nó nằm ở mặt sau của tuyến đường hồ ở đây Là vị trí này nha anh chị Có diện tích là 122,5 m tức là 5 nhân cho đâu đó khoảng 24.7 24.6 chiều dài là một cái diện tích là tương đối là lớn và cái đơn giá thì anh chị sẽ nghe không lầm đâu nó rẻ hơn cả nhà vườn rẻ ngang nhà vườn bên hút luôn anh chị chỉ có 7 triệu 3 một mét tức là chỉ có 900 triệu cho 122,5 mét đất thổ cư sổ hồng riêng anh chị sang tên anh chị thấy phía sau là cái hồ nha anh chị thì nó rất là 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 là, là có cái yếu tố về, về 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 mát mẻ nếu mà khu vực này là sau này là anh chị xây ở thì nó rất là là là, là, là tiện và những anh chị nào mà có cái cái nhu cầu mà về vườn mà tài chính ít thì không không mua được diện tích lớn ấy, thì anh chị chọn lô này là quá rẻ luôn anh chị 7 triệu ba một mét thì làm sao có được anh chị nếu đất thổ cư mà nhà phố như thế này thì quá là là, là là, hấp dẫn rồi còn cái khu vực trước này thì quy hoạch dự án nhưng mà chưa anh chị nên vẫn có nhà dân lác đác và ở, ở cái khu vực Eco sân và khu vực này thì tâm cũng có một cái lưu ý nhỏ cho anh chị là cái hồ hạnh phúc cái hồ mà trước người ta múc đá để khai thác anh chị thì nó tạo thành cái hồ thì nó có sạt lở ở khu vực Lê Hồng Phong thì bây giờ người ta kè lại rồi thì cái khu vực ở phía trên này Eco Sun thì nó rất là sát nhưng mà nó lại không có sạt lở ở cái hướng này anh chị thấy là có cây nó 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 mọc ở đây là anh chị hiểu là nó không sạt lở còn khu vực này anh chị thấy này gần như là không có cây nó trước có một bài báo sạt lở thì tâm cũng đã thông báo anh chị là nếu mà đi qua khu vực Lê Hồng Phong này đã có cảnh báo của xã Phước An rồi Eco Sun này thì thuộc xã Phước An và Eco Sun này được phát triển bởi Phúc Khang giai đoạn 2015 anh chị. Và nó đã có sổ vào năm 2017. Và nó là trong cái cụm Sunflower này thì nó là duy nhất có sổ nha anh chị. Còn Sunflower này của Thăng Long, Thăng Long Riêu anh chị. Ở đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh nhé Thì họ làm chủ đầu tư này làm mà không tới. Thành ra bây giờ là hợp đồng mua bán cũng đang chưa có mới có hợp đồng dạng như là góp vốn thôi anh chị và cái quý đất trước này cũng của hút này của các công ty hút như khu vực bên này là hút chín này thì nó cũng đang hợp đồng và nó anh chị chuyển nhượng thì anh chị phải xây nhà ngay thì tâm sẽ cho anh chị xem sổ và cái quy hoạch của cái lô eco Sun này 122.5 mét anh chị đất ở tại nông thôn này tờ số 5 thử 239 đây đây là cái sổ của nó nó hơi mờ một xíu nhưng mà anh chị nhìn cũng vẫn thấy luôn đó thì cái giá của vị trí này là rất là hợp lý Nếu anh chị nào có nhu cầu mà mua mà đầu tư Hay là tương lai anh chị ở thì Cái tầm tiền 900 triệu Thì nó có thể gọi là chỉ có lô này Và một cái lô ở bên xây dựng Hà Nội mà ngang 7 dài 20, 140 mét thì lô đó còn rẻ hơn, lô đó nếu mà tính ra mét vuông thì nó chỉ có 6 triệu 7 một mét anh chị thì vẫn đang còn nha anh chị, chưa giao dịch được. Còn uh, nếu mà mua khu vực này mà mua diện tích nhỏ hơn nữa là 85 m thì anh chị sẽ có lô 800 triệu khu vực này nha anh chị, trên tuyến đường này. Thì nếu anh chị có nhu cầu đầu tư ký gửi uh, bất động sản khu vực hút nhân trạch và ở nhân trạch thì anh chị cứ inbox cho tâm theo số điện thoại 0901385928. Cảm ơn anh chị theo dõi.